Oh no các bạn, cái này là oh no nha. xa một xíu. Rồi. Ok, hi, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình là ở đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn 115. Yay. Như các bạn đã biết thì hôm trước mình đã có nhận thử thách của bạn là nuôi 1000 con gà và xây lại cái chuồng gà. Như các bạn thấy thì chuồng gà của mình đã nâng cấp xong và gà của mình đã cho ra rất là nhiều, đến nỗi là nó đẻ cũng hơn gà 100 con đấy. 1000 con thì nó hơi lố các bạn, tại vì có khả năng nhưng mà 1000 con thì mình phải cho nó ăn từ từ nó mới kiểu đẻ được. Đấy. Rồi bây giờ thì ta sẽ quăng trứng vô. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thử thách sinh tồn 1.15, đó chính là mình sẽ xây chuồng mèo. Hôm trước mình đã có nói đúng không? Và các bạn comment ở dưới là anh đúng rồi anh à, anh phải nuôi con mèo rừng. Rồi, đâm ra là mình phải xây thêm một cái chuồng nữa. Rồi, trước tiên muốn nuôi mèo rừng nhà, trước tiên thì phải có cái nhà cho tụi nó. Ok. Rồi thì cái nhà của tụi nó thì chúng ta sẽ đi chặt gỗ rồi xây. Rồi sau đó thì việc tiếp theo là đi bắt tụi nó, bắt mèo rừng á. Đồ sửa chữa của mình hiện tại nó hư đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng hạt giống để cho gà ăn, cho tụi nó đẻ kinh nghiệm nhiều ra, rồi mình sẽ lấy kinh nghiệm đó để sửa chữa giáp của mình nha. Đấy, việc nuôi gà là lợi cho mình là lợi cái kinh nghiệm đấy các bạn à, chứ thật ra thịt với lại trứng thì chả có cái gì đâu. Rồi mình sẽ lấy khoảng 3 stack hạt giống đi cho tụi nó ăn. Đấy. Ôi, hạt giống mình thì không có thiếu các bạn à. Đấy, đâm ra là mình phải nuôi gà nhiều. Các bạn thấy mấy cái chest hạt giống của mình này nó rất là nhiều luôn. Hình như còn mấy con gà nó lang thang chỗ này nhiều lắm các bạn, nó đẻ trứng này đó. À đúng rồi, chúng ta phải qua thăm cái chỗ cá heo chứ, không thôi nó lại biến mất dạng cá. Yeah, cá heo của chúng ta nó vẫn bình thường các bạn à. Mình sửa lại cái chuồng, đâm ra là cũng khá là ok, cá heo nó không biến mất rồi. Ui, vãi nồi, mình cứ tưởng nó kẹt cái cọc đó chứ. Cái cọc đó là lần trước mình lấy dây mình quấn tụi nó lại đấy. Cột nó đỡ xong sau đó mình sửa cái chuồng. Đấy, mình coi thử thiếu sót cái gì làm sửa. Rồi. Rồi cái chuồng này thì cá hồi nó tự động nó spawn nha, chứ mình không có kiểu thả tụi nó vô nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta phải cần gỗ đúng không? Rồi trước tiên ngủ cái đã. Trời tối này là tụi Vinkit nó lại xuất hiện toàn mình. Ngủ này, sau đó thì tìm một nơi thích hợp để xây chuồng mèo rừng. Mèo rừng thì nó cũng như cáo với các bạn, nó chạy rất là nhanh và nó còn rất là sợ hãi con người đấy. Đâm ra là khó, rất là khó bắt, lại khó nuôi nữa. Ok, thì nhưng lại mình sẽ cho gà ăn. Đấy lẽ mình phải làm cái cửa chuồng bằng cái hàng rào ấy, leo vô cho nó tiện các bạn. Đây, một lần cho tụi nó ăn thì mình phải mở cửa như vậy thì tụi nó sẽ sống ra. Mà không sao, mình có hạt giống rồi, đâm ra thì cho tôi xin. Rồi. Mình cầm giáp tay này mà kiểu cho gà nó mặc vô ấy, thôi cứ kệ. Cây cúp của mình cũng có sửa chữa này, cái nào cũng có sửa chữa hết. Đấy. Chớp điện, hình như mình còn thiếu một cuốn lòng trung thành đúng không các bạn? Đấy, mai mốt mình kiểu sinh sản nhiều nhân làng, mình cho tụi ổng học thêm. 1000 con gà của mình đấy, tụi gà con chưa lớn nha, chứ không phải là. Cho tụi nó lên đây đi, dành nhau mà lên. Ok, quay giáp sửa chữa của mình. Còn phía dưới nữa này, làm hai tầng chủ yếu là cho tụi nó kiểu chống không gian cho mình dễ cho nó ăn thôi. Đấy. Đó, như đây vẫn chưa đủ, như đây là có gần 200 con thôi, không tới nổi 1000 đâu. Chúng ta còn nhiều nữa. Trứng thì mình nghĩ mai mốt mình làm mấy cái thùng ở đây á, mình đặt cái trứng, mình đặt bỏ trứng vào để mà chúng ta tiếp tục nuôi thêm gà như vậy. Rồi không lòng vòng nữa ha, lòng vòng mấy con gà này là mình to cái bèo. Ok, để đi cắt hạt giống vô. Mình còn gỗ này, mình lấy gỗ ra nha, mình sẽ cắt dụng cụ đánh lửa này. Cái xẻng thì nó hỏng mất tiêu rồi, mình thì không có kinh nghiệm hay là. Đấy các bạn thấy không, mình từ 11 kinh nghiệm mà mình cho nó ăn lên tặng 15 kinh nghiệm, các bạn thấy nó ghê cỡ nào chưa? Đấy, đó là việc rất lợi, đó là việc nuôi gà rất là lợi các bạn. Mình cần kim cương để sửa chữa cái xẻng. Cái xẻng nó không có chậm hỏng, đâm ra là kiểu hư nhanh lắm các bạn. Để mình tìm ở dưới nó còn kim cương không nha. Đây còn này, sửa được phần nào hay phần đó nha các bạn. Ok. Trời ơi, sửa một phát 16 phù phép. Cái gì mà dữ vậy, chen. Trời ơi, sửa như vậy 10
thôi bây giờ nếu mà cây này nó hỏng thì mình nghĩ là mình sẽ chế tạo cây khác thôi, chứ mình thì thiếu thốn kinh nghiệm quá, đồ mình enchant khá là mắc. Đấy, xem ra là thôi cứ đợi đợt gà nữa nha các bạn. Xẻng sửa chữa. Đúng rồi, xẻng sửa chữa mà. Đợt sau nuôi gà kiểu cho nó ăn thì chúng ta sửa được thôi. Rồi, mèo rừng thì mình sẽ nuôi bên cái chỗ khu rừng này nha. Mình sẽ đào khu nào ta? Nên nuôi ở khu nào các bạn? Các bạn ơi, nên nuôi ở khu nào đây? Chuồng gấu trúc thì đơn sơ rồi. Nhiều bạn bảo mình trang trí nhưng mà thôi, mình nghĩ là cũng không cần đâu. Có cái chuồng cho nó ở là may mắn lắm rồi. Chắc mình là nuôi nó ở đây quá. Được không? Ok. Chỗ này nó hơi mắc cái hang thôi, nhưng chắc là được đấy. Rồi, bây giờ trước tiên thì còn đất không đây không ta? Ôi, hết đất rồi. Bây giờ cứ đào nha. Đây. Mình sẽ nuôi nó chỗ này. Rồi, các bạn nghe nhạc đợi mình đào nha. Ok, cuối cùng đã xong rồi các bạn à. Wow, không có cái gì ta, enchant đào khá là lâu, đâm ra là mất thời gian. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi là đóng cọc mấy cái xung quanh rồi sau đó thì làm chuồng thôi. À, chúng ta sẽ dùng gỗ sồi nha. À, mèo rừng thì mình nghĩ là cần cái khu phải là rộng hơn chuồng gấu trúc để mà tụi nó chạy nhảy. Đấy, một, rồi, sẽ đặt ở đây. Rồi, tới đây đi. Đợi, đây. Đấy, gần sát cái chuồng gấu trúc luôn ý. Rồi, chỗ này thì mình nghĩ là mình sẽ dùng đất để lắp rồi. Đấy. Ok, easy. Đấy, quan trọng là mình phải suy nghĩ cái cách để xây cái chuồng thôi. Đấy, hơi khó này. Mình nghĩ xây một cách bình thường là nên làm màu một tí đây. Rồi, mình sẽ đóng cái cọc ở đây luôn. Hướng này đúng không ta? Ok, chắc là đúng rồi. Rồi, sau đó thì mình nghĩ là nuôi tụi nó thì nên dùng tường. Tại vì con mèo thì nó không có nhảy được các bạn à. Nó chỉ chạy thôi, nó nhảy không được. Mình nghĩ là cần một cái tường. Tường mà mình nghĩ dùng gỗ này luôn đi. Đấy, tường xong sau đó thì dùng kiến. À đúng rồi, mình làm như chuồng cáo đi. Ok, trước tiên là gỗ ở phía dưới này trước, để mà ở ngoài chúng ta còn ngắm vô thấy tụi nó được. Rồi, trời lại tối rồi, nhanh thật sự luôn ấy. Rồi, phía trên mình thiếu rất nhiều gỗ các bạn à. Xong, mình thiếu rất là nhiều gỗ. Đấy, không đủ. Rồi, bây giờ mình sẽ ngủ rồi, sau đó mình sẽ đi chặt gỗ nha các bạn. À,
dài lại một ngày ngủ nữa rồi. Rồi xong, ngủ đã rồi, đi chặt gỗ thôi. Gỗ thì mình chỉ có gỗ bạch dương thôi. Mình đi làm người rất thích gỗ sồi, các bạn cũng biết mà. Đây, xung quanh này rất nhiều gỗ sồi, chắc là mình chặt hết khu này luôn á. Rồi, vừa đúng một stack luôn, trời ơi. Đúng là trời tính không bằng gái tính các bạn. Chặt sao cho đúng một stack luôn. Và các bạn thấy mình có chặt rất nhiều lá đúng không? Lá thì mình sẽ lót ở phía trên. Đấy, tại vì mèo rừng mà, chúng ta làm cái chuồng thì nó hơi rừng rậm một xíu đấy, các bạn cũng biết mà đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ để lóc này lên một lóc. Đấy, tách ra thành quán gỗ này. Quan trọng là ở trong nhà mình còn kính không ta? Cái đó thì mình không biết nha. Tại vì kính thì hình như mình sử dụng hết rồi thì phải á. Ở trước mình làm chuồng cáo tuyết thì không biết là mình đã sử dụng hết chưa nữa. Ok, cái cửa thì mình nghĩ mình sẽ làm ở đây nha. Đúng ta? Không biết là mình có tính đúng nữa. Rồi, ok, đúng rồi. Đập chỗ này ra luôn. Ok, một lóc này. Một lóc này, rồi. Chỗ này chúng ta sẽ để lóc đất nha. Đấy. Hộp su cơ mình hình như nó còn cái cầu thang đúng không? Để mình xem thử. Đây đúng luôn, ta sẽ đặt ở đây. Đó. Ấy. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cho gà nha. Sau đó thì mình sẽ vô không, mình vô nhà mình coi thử là mình còn kiến không đã. Nếu mà hết thì mình sẽ ra đào kiến, sau đó mình vô nung, rồi sau đó mình sẽ cho gà ăn để mà sửa chữa cây sẻn của mình, mà lần sau còn xây dựng được nữa chứ đúng không? Đấy rồi, lại đói. Không sao, mình còn cá. Trời, lần đầu tiên mà mình cảm thấy cạn kiệt lương thực luôn ấy. Không sao, bầy gà sẽ giúp chúng ta có lương thực lại thôi. Rồi, xem kính không có đây. Phía dưới lóc kiến ở đây đúng không? Ở đây nè. Trời ơi, con đúng ba, làm sao mà xây? Lóc cát của mình cũng không còn luôn. Rồi toang thật sự. Bây giờ chúng ta phải đi đào cát các bạn à. Xung quanh như thế thì mình nghĩ chỉ cần hơn một stack đúng không? Hơn một stack rồi. Mình sẽ ra phía ngoài kia để mà đào cát các bạn. Bây giờ thiếu cát nữa rồi. Ui, mình cứ tưởng là lần trước mình làm còn dư một hơn một stack chứ. Lần này tính toán sai rồi. Chả hiểu tại sao rùa của mình nó đẻ mà từ khi nó không biết là chơi bao nhiêu lần rồi mà sao không thấy nó nở ta. Các bạn biết tại sao lần trước mình uống tất cả các loại thuốc mà mình không hoàn thành được thành tích không? Là vì mình còn thiếu thuốc bạc thầy của rùa bè, đúng không ta? Đúng không? Thiếu thuốc bạc thầy của rùa đâm ra là kiểu không hoàn thành được. Lần sau thì mình sẽ cố có một cái mũ rùa và sau đó làm thuốc bạc thầy của rùa nha. Bạc thầy của rùa là thuốc làm chậm thì phải, chậm mấy đấy, mình cũng không nhớ rõ nữa. Mấy cái thành tích đó thì nó hơi khó các bạn à. Hôm ra thì mình nghĩ mình sẽ làm sao, mình sẽ cố gắng làm luôn. Và mình thấy là cái thành tích đưa gái ra khỏi địa ngục ấy, phiên bản 1.16 rất là dễ luôn. Chỉ cần mình tới cái khu mà hay xuất hiện mấy con gái đấy, chúng ta tìm đặt cái cổng bự đó là cỡ nào thì cũng hoàn thành được thôi. Nhưng mà có vẻ 1.15 thì nó hơi khó. Vì gác thì mình phải đợi tụi nó rồi dụ tụi nó nữa, khó khăn lắm. Mình không biết tụi nó spawn hướng nào, đâm ra là rất là khó khăn. Ủa? Ok. Hơn một stack đấy. Đúng, hơn một stack luôn, gần 2 stack luôn. Này là đủ rồi. Rồi, vậy thôi. Có đào nhanh. Ôi, lần trước mình đào cát ở đây nè. Ôi, mình phá hoại tài nguyên quá. Không sao, phá hoại tài nguyên thì đắp vô lại cái chỗ mình thôi đúng không? Mình xây dựng là cái chỗ mình cho nó đẹp thôi. Đấy. Ây da, tí là dầm ruộng. Rồi, bây giờ chúng ta xin nung cát lên nha.
Ê, nung cát lên. Cái gì mà hẹn hò trước cửa vậy mấy ông? Hết chỗ hay sao vậy? Ây da. Rồi, không biết là đủ than hay không nữa, mình sẽ ra cái hò cái khu lò nung này. Đây, mình sẽ lấy than vô chứ mình sợ không đủ á. Một ít này. Rồi, chờ cái đó nung xong thì mình sẽ gọi là làm tiếp cái chuồng. Trước tiên làm tiếp cái chuồng thì mình sẽ cho tụi gà ăn nữa để mà sửa chữa một số đồ nha. Đây, chúng ta sẽ cầm cái xẻng lên tay để mà sửa chữa cái xẻng. Đây, vô đây. Ừ, đúng rồi, vô đây. Đó, kinh nghiệm của mình. Hình như đang hút vô cái giáp thì phải á. Nó hút vô cái giáp trước các bạn à. Sau đó nó mới hút vô cái xẻng của mình. Ủa sao nó không hút vô ta? Kỳ vậy ta. À, đây sửa chữa cái giáp các bạn à. Đây sửa chữa cái giáp, đâm ra là không sửa chữa cái xẻng được. Ok, ta còn một stack nữa đúng không? Đây, nửa stack nữa. Ui, vẫn còn nhiều con chưa ăn các bạn à. Ấy, cái xẻng của mình đang sửa này. Rồi, bây giờ mình phóng cái chuồng nha. 2, 3. Ui, ui, ui. Ok, easy. Nhà bà gì. Trứng thì chúng ta phóng vô chuồng đi. Không chết được đâu các bạn, yên tâm đi. Nó chỉ đau một tích tắc thôi. Đấy, xẻng của mình sửa đường tí thôi. Tại vì nãy giờ nó sửa giáp hết rồi. Đây nè. Đấy, sửa được trăm mấy luôn ấy. Ui, đừng đùa. Rồi, mèo rừng thì chúng ta phải trồng mầm cây rừng. Mình sẽ vô nhà mình lấy mầm cây rừng ra mình trồng. Sau đó thì mình lấy cái mí, mình làm một cái hồ nước trong đó luôn. Đấy. Mầm cây rừng. Để xem còn không đây. Chết mình rồi. Mầm cây rừng của mình hình như là hết rồi các bạn à. Thôi bây giờ cứ làm đỡ cái khu dưa hấu này, dưa hấu, trồng dưa hấu với lại là khu nước là ok thôi. Mình sẽ lấy hạt dưa hấu nha, hạt cacao này. Quan trọng là mình không có mầm cây rừng, mầm cây rừng thì lần sau mình có tới bắt mèo rừng á, mình sẽ lấy mầm cây rừng nha các bạn. Ok, sen này. Lấy tí đồ à. Trời, lại nhiều đất nữa trời. Trời ơi, chắc mình đốt đất đi bớt quá, đất nhiều quá. Đất của mình này, nó cho bỏ luôn. Let's go. Đi ra ngoài chuồng lại thôi. Hay kiến của mình nó đang nung. Lại trời tối, 3 ngày rồi, đúng nhanh nè. Chuồng thì không cần che nha các bạn. Chuồng thì chúng ta bí, à độ mà dưa này, cacao này là được rồi. Không cần che. Ôi zombie nó spawn này kìa, ngủ. Ngủ thôi. Gì vậy? Con gấu nó kêu tiếng kỳ vậy trời. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái hồ ở đây. Oh my god. Một cái hồ. Đây, quan trọng là chúng ta lắp ở phía dưới này. Sorry các bạn, cái cổ mình nó hay bị ngạn á. Nên là mình cứ một phát. Mấy bạn nào sợ giống phụ huynh các bạn nhắc nhở thì sorry nha. Nhiều bạn bảo cái tiếng Anh giống kiểu em đang xem này nghe tiếng Anh giống kiểu ba em sắp tới vậy. Vãi nồi à. Rồi, la sen lên. Đó. Uầy, ở dưới còn à. Rồi. Xong, bây giờ là chúng ta có hạt cacao nhưng mà hiện tại thì không có trồng được.
không có cái loại gỗ đó thì mình không có trồng được hoa này. Rồi thuyền hả? Thuyền làm chi? Thuyền mình bỏ ra tụi nó leo lên ăn cám đi. Rồi cái gì nữa ta? Trồng dưa đúng không? Này dưa chúng ta nữa hả? Cái này toàn là kiểu hang không vậy? Rồi dưa trồng giống tự nhiên bên khu rừng ấy các bạn à. Đấy, cho nó kiểu tự nhiên, mình là thích kiểu tự nhiên thôi. Đấy, rồi chúng ta sẽ bỏ từng số nước vô. Cái gì? Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ cuốc vài cái cuốc này, một này, một trái thôi các bạn à, nhiều trái nhìn nó sẽ không đẹp. Đấy, rồi hạt dưa. Ôi lấy hạt cacao gì trời. Nãy mình có lấy hạt dưa không các bạn? Cũng không nhớ nữa. Ờ không có thì mình chạy qua bên đây thôi. Bên đây có dưa này. Đây. Cái cây này thì mình chặt không được tại vì cây này là chỗ trang trí của mình. Đấy, mình chặt thì nó sẽ xấu đi nên mình không có chặt được. Các bạn thông cảm, các bạn bảo tại sao nhà anh có rừng cây này mà anh không chặt? Cái đó là chỗ mình trang trí rồi, ấy mình chặt ra thì nó sẽ không đẹp như lúc trước nữa. Đây. 1 hạt. 2 hạt, 3 hạt, 4 hạt, 5 hạt. Rồi. Thế là xong. Có xương không ta? Ui, âm thanh gì ghê vãi. Đâu ra vậy trời. Ở cái phía trên này thì mình sẽ đặt lóc lá nha. Bao quanh lại. Ôi, toang. Rồi, ok, mình sẽ lấy gỗ nữa. Mình sẽ để ở đây lóc. Đấy. Đây một lóc. Và đây một lóc. Rồi, ok đấy. Nhìn nó tự nhiên hơn một xíu. Đấy, bây giờ mình trang trí thêm một tí nữa là nó sẽ đẹp thôi. Mình sẽ vô làm mấy cái chậu. Trước tiên mình ăn cái đã đói quá rồi. Đấy, chuồng ngầm mình cũng làm như thế luôn. Đấy, chuồng bò thì làm bằng cái kiến này nha các bạn. Thì con bò nó cao, đấy nó không leo lên cái chỗ này được. Nếu mà con mèo nó thấp ấy, thì nó sẽ lên leo lên cái bậc này và nó sẽ dính ra chỗ đó, nhìn khó chịu lắm. Nên là kiến thì mình sẽ làm bằng block luôn, mình không có để kiểu cái mảnh ấy. Rồi bây giờ thì vô lấy kiến này. Kiến. Ok. Sau đó thì mình sẽ chế tạo đèn nha. Đây mình còn sắt. Chín cái lồng đèn đi. Đây 10 cái luôn. Quá tuyệt vời. Rồi bỏ đá vô. Đá nhiều quá. Rồi lá của mình hình như còn dư rất là nhiều luôn. Mình sẽ bỏ vào cái chỗ trang trí đúng không? Lá là chỗ trang trí đúng không? Quay toàn rồi. Nhiều quá. Hạt sắt mình sẽ bỏ vô lại. Còn cái gì nữa ta? Mình định lấy cái gì ta? À chúng một chậu cây. Chậu đây. Ta sẽ làm vài cái chậu. Hai cái chậu là được rồi. Với lại mình sẽ lấy xương rồng. Xương rồng. Không có xương rồng các bạn à. Cái bột xương trước tiên cái nào. Xương rồng chắc là mình đang ngồi mình lấy thôi chứ ở đây không có xương rồng. Tất nhiên là trong đó phải trồng mấy cái cây rừng nha các bạn. Vì mình chưa có mầm cây rừng đâm ra là trồng không được. Để lần sau thì tới bắt mèo thì mình sẽ lấy cái mầm cây rừng nha. Ôi mình tính lấy cái gì mình quên rồi ta. À xương rồng. Trời ơi tính quên. Lấy hai cái mầm xương rồng. Đấy. Xương rồng đã có, đầy đủ mọi thứ đã có rồi. Mèo thì nó không cung cấp gì cho mình chỉ nuôi để chơi thôi, nuôi cho có vậy thôi. Thử thách của bạn đưa ra mà.
ở phía trên này mình lót thêm cái phiến là ok nha. Còn phiến nó lót sau đi, lót bây giờ nó hơi mất thời gian á. Mình sẽ bón bột này. Đấy. Mèo thì nó ở chỗ rừng rậm mà, đâm ra cỏ nó cao cao một tí cũng ok. Nhưng mà mình ghét cỏ cao, cho nên ta phải đập. Không cần. Dưa nó mọc hướng này được mà. Đấy, hoa đồ cái kiểu rồi nha. Rồi, thêm mấy cái hoa cao ở đây nữa. Đó. Trước hai bụi hồng nữa. Đó. Quá đẹp. Đúng rồi, hàng rào. Sẽ đặt từng cái ở đây. Trước tiên này đặt kiến cái đã. Lấy kiến ra mà không đặt kiến chứ. Đấy, như vậy thì tụi nó sẽ không bị dính ở phía trên nha. Mèo thì nó kiểu ngủ trên cây ấy, đâm ra là chúng ta không cần phải xây một cái nhà giống cáo trong này đâu. Đấy, đâm ra là có cây là đẹp rồi. Có cây thì mình sẽ trang trí thêm một tí nữa. Mấy cái chỗ này chúng ta sẽ đặt đèn cho nó sáng nha. Cao lên không được. Đấy, cao tầm này được rồi. Cao lên tí nữa nha. Cao tí nữa đèn nó sẽ đẹp hơn. Đó. Đấy, chúng ta làm một xíu hàng rào nha. Đấy, hàng rào bao quanh chỗ này lại xíu, làm đèn cho nó đẹp. Không bao quanh, làm cao lên chứ nhầm. Mình thấy nó nhầm lắm các bạn nha. Sorry. Đấy. Chỗ này đi. Rồi, ta sẽ đặt lọc đèn ở đây. Ở đây. Ở đây một cái. Đó, nhìn ổn hơn rồi đấy. Rồi bây giờ là đặt phiến ở trên cái chỗ lá là xong thôi. Rồi ngày sau thì mình sẽ gọi là đặt cái cây, rồi sau đó mình làm vào một số thứ ở trên mấy cái cây đó. Trước tiên cắt đồ ra, đầy đồ quá. Đấy. Rồi. Thì video khá là dài rồi, chắc là mình tạm dừng ở đây quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video xây chuồng mèo rừng của mình nha. Và nếu các bạn tiếp tục ủng hộ thì mình sẽ đi bắt mèo rừng về nuôi. Và chúng ta sẽ trang trí cái cây ở trong đây một tí nữa là xong cái chuồng thôi. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. Và nhớ like mạnh cho mình nha, đủ 5.000 like thì mình sẽ ra video sớm bạn xem. Bye.